chụp nó lại, do nó vô cái lồng luôn đi, vậy nó đi theo hoài nè. Rồi bẻ được một con mèo cả nhà ơi, quá đã luôn nè, nó lấy cái lồng bẻ được một cái chú mèo luôn nữa, để cái lồng lọt vô luôn cho nó nằm vô cái lồng luôn á. Ừ, rồi đi nghiêng ngang, nghiêng ngang chút xíu, đẩy nó lên chứ không phải là kéo. Rồi ta một hồi vất vả bẻ được con trái quá to cả nhà ơi, làm rụng cuốn nó luôn rồi nè. Rồi bây giờ em mình với mình lấy cái lồng đi bẻ sầu riêng chơi cả nhà ơi. Hả? Nói giờ chưa có ai bẻ sầu riêng bằng lồng luôn nè. Giờ cao quá, giờ ở nhà không có cây thang rồi. Bây giờ mình chơi mình bẻ bằng lồng luôn. Hả? Đúng nữa, hai thằng chị theo nữa. Nó trong vườn nó sướng cả nhà. Ừ, xúc nó vô đi, rồi chụp nó luôn. Chụp nó lại, do nó vô cái lồng luôn đi, vậy nó đi theo hoài nè. Rồi bẻ được con mèo cả nhà ơi, quá đã luôn nè. Nó lấy cái lồng bẻ được một con chú mèo luôn nữa. Rồi trái nào dạ dạ quất một trái rồi. Hơi trái nắng coi nha. À, hơi trái nắng mà nhiều trái dữ lắm luôn. Để mình đứng góc mình đây ha. Nè, trái này cả nhà. Trái bự nhiều lắm luôn, một cây mấy chục trái á. Đây nè. Đó. Thấy to to hết trơn cả nhà, dạ dạ hết trơn rồi nè. Nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Đó. Ồ quá trời bự cả nhà, dạ hết rồi đó. Giờ mình vẽ thử một trái ha. Rồi bẻ trái sâu đi. Rồi con mèo này bây giờ mình bẻ, quyết định bẻ một trái thử cái nhà xem ha. Rồi quất trái đó đi. Lấy sâu bên kia kìa, đồng thòng một mình kìa, không có dây kìa. Ừ, để cái lồng lọt vô luôn cho nó nằm vô cái lồng luôn á. Ừ, rồi đi nghiêng ngang, nghiêng ngang chút xíu, đẩy nó lên chứ không phải là kéo. Lọt vô lồng, lọt vô cái lồng không, đứng xéo xéo nghiêng ngang rồi đẩy lên chứ không phải giật xuống. Không lọt nó bự lắm á. Bự lắm hả? Nó bự quá trời bự cả nhà ơi. Rồi ta một hồi vất vả bẻ được trái quá to cả nhà ơi, làm rụng cuốn nó luôn rồi nè. Cũng bự, trái này cỡ 2 kg cả nhà. Hơn 2 kg. Hơn 2 kg, trái này hơn 2 kg. Cái hồi mình lấy cái cân mình cân thử coi sao. Nó nâng quá trời nặng, quá trời bự cả nhà ơi. Đó, để chín ăn là ngon rồi. Nó chơi bẻ sầu riêng bằng lòng luôn cả nhà. Đó, quá trời đã luôn. Để mình vô mình lấy cái cân thử rồi nó bao nhiêu ký ha. Rồi được một trái cũng to cả nhà, bây giờ đem vô nhà cân thử ha. Trái này khoảng 2-3 hôm nữa có ăn rồi. Đó, chín rồi. Để ngoài này nè, ngoài bụi xả nè, lấy máy cân ra. Dễ quay. Ra đâu để bụi xả nè. Để góc rộng rộng đó đó. Để cân thử cái trái này mấy ký ha cả nhà. Đó. Trời độc lạ bé sầu riêng bằng lòng luôn. Rớt cả phật xuống luôn. Rồi xách cái cân ra. Rồi em mình đem cái cân to ra luôn. Đó, bây giờ để lên thử luôn cả nhà ơi. Cái cân này cái cân 60 kg ha. Rồi để lên thử luôn. Rồi rất là nhiều ký. Ôi rồi 3 kg cả nhà ơi. Nè 2 kg ha. 2 kg không có. 2 kg lô 8. 2 kg lô 8 gần 3 kg cả nhà ơi. Đó, thấy vậy mà nó quá bự quá nặng cả nhà. Gần 3 kg á. Mình bẻ vậy thì nó bị tét cuốn, nó bị thương cây sầu riêng ha. Tốt hơn thì leo lên phải có cái kèm cắt mới được cả nhà. Để gì nó ảnh hưởng cái sầu riêng ha. Trái này gần 3 kg luôn, 2 kg 8, 2 kg 9 cả nhà ơi. Đây, quá trời im luôn cả nhà. Rồi, con mèo nó cũng đi theo luôn cả nhà, nó cũng nằm sát bên cái sầu riêng luôn nè. Rồi, bây giờ xách ra sao luôn cả nhà ơi. Quá trời bự luôn. Nè, cây mẹ ăn không? Cho mèo miếng này cặp đi, sầu riêng ngon lắm đó. Đó, im lắm nè, trái này bự 3 kg, hai thằng bay ăn đã luôn á. Nè, ăn một trái này ôm ngủ luôn đi. Đó, đi đâu cũng theo hết, con mèo này mày có ăn không? Nè nè đó, để bụng nè, đó 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 đó, quá đã luôn. Đó. Đó nè, ôm đi, đó đó, đó đó. Đó, đi đâu nó cũng theo cả nhà. Đó tao cho mày ôm trái sầu riêng bự này luôn nè. Rồi, quá đã luôn. Rồi, video mình đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại cả nhà luôn.